Thưa quý vị, không chỉ được du khách lựa chọn bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hấp dẫn, Đà Nẵng còn được nhiều du khách chọn làm điểm đến bởi môi trường du lịch an toàn. Đến Đà Nẵng trong những ngày gần đây, anh Nguyễn Trường Thịnh rất hào hứng khi đến tham quan di tích danh thắng cổ Hòn Sơn. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp thì môi trường du lịch an toàn chính là điểm nhấn thu hút anh cũng như nhiều du khách khác chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho hành trình tham quan du lịch của mình. Mình đến Đà Nẵng du lịch trong 2 ngày thì tới Ngũ Hành Sơn thì mình cảm thấy đây là cái địa điểm, cái danh thắng rất là đẹp, rất là huyền bí. Về công tác phòng chống dịch thì mình cảm thấy là khi đi tới đây thì mình cảm thấy rất là an tâm khi đi đến Đà Nẵng tham quan. Trong suốt thời gian qua, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn luôn được ngành du lịch thành phố chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Tiêu chí an toàn được ưu tiên thực hiện và đặt lên hàng đầu trong một hoạt động du lịch để đảm bảo mang đến cho du khách một hành trình du lịch đáng nhớ tại Đà Nẵng. Ban lý danh thắng Hòn Sơn thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị, các văn bản của cấp trên. Trên cơ sở đó thì quán triệt cán bộ viên chức thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở du khách khi tham quan danh thắng Hòn Sơn phải đeo khẩu trang và thực hiện đo thân nhiệt tại các cái vị trí khi mà du khách đến tham quan. Trong quá trình đến tham quan thì một trong những cái yêu cầu hàng đầu đó chính là sự an toàn của quý khách. Cho nên là khi vào ra hay tại tất cả các cái bữa ăn thì phải dùng các cái sát khuẩn mà các bên công ty du lịch người ta đã hỗ trợ. Bên cạnh đó thì các điểm tham quan thì yêu cầu các khách là luôn đảm bảo cho chính mình và cộng đồng là luôn luôn đeo khẩu trang ở mọi nơi và mọi lúc trong các cái điểm tham quan. Với các giải pháp đang triển khai, cùng sự chung tay của cộng đồng, những người làm du lịch, Đà Nẵng đã, đang và sẽ là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách gần xa.